Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong các dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, có 3 dự án BT xây dựng chuyển giao tại sân bay Nha Trang. 3 dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận, bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm. Ba dự án do tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư gồm dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Thanh tra chính phủ kết luận ba dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm. Đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã trình để được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tổng mức đầu tư các dự án BT mà Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giao cho Phúc Sơn thực hiện đã tăng hơn 484 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh và văn bản được Thủ tướng chấp thuận tháng 7 năm 2016. Trong khi đó, thời gian thực hiện các dự án BT của Phúc Sơn lại tăng lên thêm 30 tháng. Các dự án BT đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm 2017. Mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng 6 năm 2021, nhưng đến thời điểm thanh tra, Phúc Sơn chỉ thi công đạt 27% khối lượng xây lắp, tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương 558 tỷ đồng xây lắp và 394 tỷ đồng chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt về dự án, ký kết hợp đồng các dự án BT với Phúc Sơn lại có các sai sót về định mức, đơn giá, biện pháp thi công, làm tăng tổng mức đầu tư lên gần 500 tỷ đồng. Thanh tra chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn tháng 12 năm 2015 khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất cho thuê đất là không đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo kết luận thanh tra, trong hơn 10 năm qua, tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này đã được giao nhiều dự án đất đai, hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản, các dự án khu đô thị và dự án BT đổi đất, hoàn vốn tại sân bay Nha Trang cũ. Trong đó, các dự án BT giao thầu cho Phúc Sơn làm nhà đầu tư đã giao đất hoàn vốn tại sân bay Nha Trang và Phúc Sơn đã phân lô bán nền từ năm 2017, nhưng đến nay đều chưa hoàn thành theo đúng hợp đồng đã ký kết và nhiều lần gia hạn. Dự án khu đô thị Phúc Khánh 2 cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Phúc Sơn vào năm 2014 chủ đầu tư sau đó xin điều chỉnh tiến độ dự án giai đoạn 1 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư vào năm 2023. Giai đoạn 2 hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm 2026. Tiến độ đề ra là như vậy, nhưng đến nay dự án chỉ mới thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước, đoạn đường ngắn hai dự án gây nhiều khiếu nại tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng. Thu hồi đất giao cho Phúc Sơn thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2, đến nay cũng thành dự án treo. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính. Mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế mà vẫn hoạt động, không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Lợi dụng danh nghĩa báo chí, Nam và Thành đã gây sức ép đe dọa để cưỡng đoạt tài sản của một số doanh nghiệp ở Hà Tĩnh với số tiền gần 100 triệu đồng. Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam, phóng viên của hai tờ tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam và chuyên trang Giao thông Kết nối, đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó từ nguồn tin tố giác của người dân cung cấp, vào ngày 27 tháng 3, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện Hương Khê phát hiện bắt quả tang phạm gia thành, sinh năm 1993, chú xã Nam Điền, huyện Thạch Hà và Đặng Hải Nam, sinh năm 1981, chú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh khi cả hai đang có hành vi lợi dụng hoạt động báo chí cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp với số tiền 10 triệu đồng tại quán cà phê nằm trên địa bàn thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê. Cơ quan điều tra xác định Thành và Nam đã lợi dụng hoạt động báo chí để tìm hiểu những vấn đề được cho là sai phạm của các cơ quan tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khi có thông tin, Thành và Nam liên lạc với các đơn vị cá nhân đó nhằm gây sức ép, đe dọa sẽ viết bài đăng báo hoặc phản ánh đến cơ quan chức năng. Do sợ bị ảnh hưởng đến uy tín danh dự, gặp khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, một số cơ quan tổ chức cá nhân đã gặp đưa tiền cho Thành và Nam. Số tiền chiếm đoạt được Thành và Nam sẽ chia đôi. Cơ quan điều tra cáo buộc từ tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 3 năm 2024, Phạm Gia Thành và Đặng Hải Nam đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của 6 cá nhân thuộc các đơn vị đang thi công công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quạng trên địa bàn tỉnh lào cai liên quan đến cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh cùng gian thuộc cấp đáng chú ý cơ quan tố tụng cáo buộc ông nguyễn văn vịnh bút phê ký các văn bản trái pháp luật từ đó tạo điều kiện cho hai công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quạng trái phép theo cáo trạng bị can nguyễn văn vịnh cựu bí thư tỉnh ủy lào cai trong thời gian giữ cương vị là phó chủ tịch chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai là người chịu trách nhiệm chính trực tiếp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh lào cai xong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã làm trái công vụ Ông Vịnh cùng nhóm bị can là cựu lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, sở ngành tỉnh lào cai đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định của pháp luật để cấp 3,77 ha đất tại thôn 2, xã đồng tuyển, thành phố lào cai cho công ty lilama xây dựng dự án khách sạn nhà hàng. Dù biết rõ diện tích này đã được bộ công thương phê duyệt quy hoạch mỏ quạng apatit, viện kiểm sát cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh không chỉ trực tiếp ký nhiều văn bản mà còn chỉ đạo bằng bút phê trong nhiều tài liệu có liên quan vi phạm các quy định của luật khoáng sản năm 2010. Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của Nguyễn Văn Vịnh đã tạo điều kiện cho công ty Lilama và công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép gần 1 triệu tấn quạng Apatit trong diện tích rộng 37.700m2, trong đó có hơn 22.674m2 trồng lớn vào diện tích của khai trường 18, với tổng trị giá hơn 312 tỷ đồng. Tương tự, Đối với bị can Doãn Văn Hưởng, trên cương vị là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bị can Hưởng đã có những văn bản bút phê tạo điều kiện cho công ty Ly và công ty Apatit Việt Nam khai thác tiêu thụ trái phép khoáng sản. Theo viện kiểm sát, hành vi của cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hương và Nguyễn Thanh Dương, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai Mai Đình Định đã phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999. Mới đây, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận Bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch vừa có đơn xin nghỉ phép năm. Bà Nguyễn Thị Giang Hương là người nghi bị đối tượng xấu sử dụng mạng công nghệ cao lừa hơn 170 tỷ đồng, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai này cho hay, Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch đã phân công ông Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch, phụ trách khối quy hoạch xây dựng tạm thời thay mặt giải quyết điều hành công việc thay cho bà Hương trong thời gian nghỉ phép theo thẩm quyền. Một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng xác nhận đã đồng ý cho bà Hương xin nghỉ phép năm để có thời gian giải trình. Trước đó, ngày 22 tháng 3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận với phóng viên, lực lượng công an tỉnh đang điều tra vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch nghi bị lừa 170 tỷ đồng. Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Giang Hương, bà bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản. Sau đó, bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của bà Giang Hương khoảng 170 tỷ đồng. Cũng liên quan đến vụ bà Giang Hương bị lừa đảo, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã làm việc với tỉnh ủy Đồng Nai về vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch bị lừa đảo hơn 170 tỷ đồng. Đồng thời yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến cá nhân, đảng viên Nguyễn Thị Giang Hương thuộc diện cán bộ do Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai quản lý. Đến ngày 26 tháng 3, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 cho biết cơ quan điều tra của Bộ Công an đã nhận được thông tin. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương tích cực điều tra khi có kết luận sẽ công bố, Thiếu tướng Tô Cao Lanh nói. Trong khi đó, lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Thông tin hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không phải mới nhưng ngày càng tinh vi. Theo lãnh đạo Cục A05, trước đây cơ quan chức năng tập trung phòng chống trên mạng xã hội, nhưng gần đây xuất hiện một số ứng dụng lừa đảo, Hiện A05 đang tập trung tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác đối với loại tội phạm này.